Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản tiết kiệm chi phí đối với sách giáo khoa trong quản lý quảng bá lợi nhuận. Đến nay, các đơn vị đã kê khai giảm giá sách giáo khoa từ 5 đến 15% tùy từng cuốn trong năm học 2022-2023. Đây là một tin vui đối với người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Lào Cai. Thời điểm này, người dân cũng đã chuẩn bị sách giáo khoa cho con em mình để bước vào năm học mới. Thời gian này, các nhà sách trên địa bàn thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Lựa chọn mua sách cho con em mình trước khi bước vào năm học mới, người dân khá ấn tượng bởi sách giáo khoa mới, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Tốt hơn nhiều so với ngày xưa, phong phú hơn nhiều. Nhưng kèm theo đó là quá trình lựa chọn những cái sách để phù hợp cho từng đối tượng, từng cái năng lực của mỗi người cũng là một cái vấn đề mà nếu như phụ huynh phải quan tâm để đi tìm sách cho con thì nó cũng là cái khó. Đối với gia đình khó khăn hơn thì có thể sử dụng sách sử dụng lại cũng được. Không nhất thiết phải sử dụng sách sách mới hoàn toàn. Các nhà trường đã chủ động hướng dẫn phụ huynh lựa chọn mua sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với điều kiện của gia đình, tránh lãng phí. Đặc biệt, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quán triệt triệt để. Các nhà trường cá nhân không được ép buộc vận động học sinh, học viên hoặc các bậc phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Tiến hành kiểm tra rà soát các cơ sở giáo dục về việc triển khai công khai danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt của tỉnh khi mà lựa chọn các cái đầu sách tới các cơ sở giáo dục để chúng tôi tiến hành có các biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nếu như phát hiện có sai phạm thì cũng sẽ có cái biện pháp để đề nghị xử lý nếu có. Trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục Lào Cai đã phát động phong trào xây dựng tủ sách giáo khoa trong thư viện nhà trường cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ sách giáo khoa chưa sử dụng đối với các cấp học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới hoặc đã sử dụng nhưng còn dùng được. Từ đó, những thư viện, những tủ sách như thế này đã được hình thành, liên tục bổ sung, giúp học sinh vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập. Chúng tôi cũng có kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện và trong tỉnh Lào Cai cũng như là trong cả nước thì cũng được ủng hộ về sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết, rồi thì các đồ dùng học tập khác cho các em. Thì chúng tôi có được một cái số lượng sách cũng tương đối đảm bảo. Thế và chúng tôi có cái sự chia sẻ trên cơ sở điều tiết gợi ý giữa các đơn vị trường mà chúng ta cho mượn chéo lẫn nhau, tránh tình trạng là có chỗ thì thừa sách giáo khoa nhưng có chỗ thì không có để dùng. Mới đây, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thông qua nghị quyết về tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực 2, khu vực 3 hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hỗ trợ về học liệu, sách giáo khoa. Điều này có ý nghĩa quan trọng, chia sẻ gánh nặng về kinh tế với người dân, tiếp sức cho học sinh vùng cao có thêm điều kiện đến trường.